Trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, giải pháp nào sẽ giúp nâng cao năng suất và chất lượng cho cây táo Ninh Thuận? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 17 tháng 9 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.